Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì chúng ta lại tiếp tục đến với cái câu chuyện lằng nhằng giữa Hồ Văn Cường và quản lý của cô ca sĩ Phi Nhung. Thì xoay quanh cái vấn đề này thì nó liên quan đến cái chuyện tiền bạc lằng nhằng thôi mọi người. Và đây chúng ta nói là lằng nhằng, chúng ta nói là phức tạp. Đây là chúng ta nói nha mọi người. Nhưng đối với gia đình của cô ca sĩ Phi Nhung, quản lý ekip của cô ca sĩ Phi Nhung cũng như là gia đình của Hồ Văn Cường thì họ không có lằng nhằng. Họ đã giải quyết xong. Và mọi khúc mắc trong cái câu chuyện tiền bạc của Hồ Văn Cường đã xong. Còn cái chuyện mà lằng nhằng á, là lằng nhằng ở ngoài xã hội. Người ta đâm chọc, người ta phá đám thôi. Đấy, đẩy câu chuyện lên cao trào. Và toàn những thông tin bịa đặt vu khống để hãm hại chính gia đình nhà cố ca sĩ Phi Nhung. Nha mọi người. Chứ còn câu chuyện ở bên trong, sâu xa ở bên trong á, thì không có cái vấn đề gì lằng nhằng cả. Tại vì tiền bạc họ đã công khai minh bạch và được sự chấp thuận của đôi bên, bên quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung và bên phía Hồ Văn Cường, gia đình Hồ Văn Cường đã chấp thuận, đúng không ạ? Cho nên là nó đã xong rồi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ thì rất là nhiều nguồn tin nói áp đặt rằng là bên phía quản lý của ca sĩ Phi Nhung là chèn ép bóc lột, lợi dụng vào tiếng tăm mạnh mẽ hơn của mình để đi chèn ép những người nông dân thôn quê và một đứa con nít như Hồ Văn Cường, đúng không ạ? Đây có phải là một câu chuyện người ta quy chụp để người ta áp đặt vào câu chuyện này để nhằm hãm hại không ạ? Chính xác 100% là như vậy nha mọi người. Trong câu chuyện này nó đã xong và hoàn tất mọi vấn đề thì chúng ta cũng nên yên lặng, đừng châm chọc vào. Tại vì cố ca sĩ Phi Nhung vừa qua đời, linh hồn thường thường phải qua 47-49 ngày mới được siêu thoát nha mọi người. Ở thường thường là ông bà người ta nói như vậy. Nhưng trong thời điểm hiện tại bây giờ thì họ đang châm chọc mang tính chất là họ yêu thương cố ca sĩ Phi Nhung, rồi họ yêu thương, có lòng thương người, thương cho gia đình nhà Hồ Văn Cường, tội nghiệp, tội thương này kia. Nhưng họ càng châm chọc thì họ càng đẩy hai bên luôn, cả bên gia đình nhà cố ca sĩ Phi Nhung cũng như là bên gia đình Hồ Văn Cường xuống vực thẳm. Đó là cái mục đích của họ và họ trục lợi trên cái vấn đề này. Người được hưởng lợi chính là họ, và tai họa tai ương sẽ giáng xuống gia đình Hồ Văn Cường cũng như là bên phía của cố ca sĩ Phi Nhung. Mọi người thấy không ạ? Họ đi một mũi tên trúng hai đích. Như vậy thì mọi người cũng có thể biết rằng chúng ta hết sức cẩn trọng trong những cái vấn đề mà hiện tại bây giờ họ đang đăng những cái thông tin trên mạng xã hội rất thất thiệt. Rồi, chúng ta sẽ đi thẳng vào cái câu chuyện Hồ Văn Cường và gia đình Hồ Văn Cường hiện tại bây giờ đang ở đâu. Thì mọi người nên nhớ rằng là Hồ Văn Cường và gia đình Hồ Văn Cường tính đến thời điểm hiện tại là không có tiếng tăm gì ở trên mạng xã hội nữa. Giống như thế chúng ta coi đó là mất tích. Nhưng theo một cái nguồn tin mới nhất từ các điệp viên mới cập nhật, phải nói đến các điệp viên đó mọi người, thì gia đình nhà Hồ Văn Cường đang ở nơi nhà của ca sĩ Phi Nhung, vẫn chưa rời đi đâu cả và họ vẫn đang sống rất là bình thường nha mọi người. Cường thì vẫn đang lo học hành, mẹ Cường thì vẫn đang lo toan cho những cái đứa nhỏ con nuôi của ca sĩ Phi Nhung. Tại vì đó là một gia đình cho nên họ khó thể tách rời nhau. Cuộc sống của họ rất là đầm ấm và có cái sự đoàn kết trong đó. Đó. Cho nên là đến thời điểm hiện tại bây giờ những cái nguồn tin nói rằng Hồ Văn Cường đã dọn đi chỗ khác, rồi được những người này người kia ký mang, rồi ký hợp đồng này kia là sai nha mọi người. Hiện tại bây giờ Hồ Văn Cường vẫn ở trong đó và không đánh động tiếng động gì hết. Tại vì scandal đến với mình quá nhiều, lời đàn tiếu của xã hội quá nhiều, cho nên là họ giữ im lặng thôi. Còn bên phía cố ca sĩ Phi Nhung làm những quản lý là họ không chèn ép, không bóc lột, và họ có cái tình người ở trong đó. Kể cả cố ca sĩ Phi Nhung có nói trước đó, nhà đó là nhà của cố ca sĩ và nhà chung của tất cả mọi người. Cho nên rằng là ai muốn ở thì ở, ai muốn đi thì đi. Ở đây chúng ta phải xét đến cái khía cạnh rằng là nếu như gia đình nhà Hồ Văn Cường đã xảy ra những cái biến cố, xảy ra những cái vấn đề gọi như là không hay trong cái thời điểm hiện tại bây giờ như vậy, thì liệu chừng gia đình nhà Hồ Văn Cường có ở đó trong thời gian tiếp theo nữa hay không, thì rõ ràng một câu rằng là họ sẽ không có mặt mũi nào để họ ở đó được, đúng không ạ? Trong cái thời điểm này thì họ sẽ để trông nguôi ngoa cái câu chuyện, rồi họ sẽ tính đến cái chuyện họ sẽ đi, họ sẽ chuyển ra một cái nơi khác để họ ở, đúng không ạ? Để họ tiếp tục giúp cho Hồ Văn Cường có một cái con đường tương lai rộng mở hơn. Tại vì hiện tại bây giờ là Hồ Văn Cường không liên quan gì đến bên phía của công ty của ca sĩ Phi Nhung nữa, mà bây giờ chỉ liên quan đến cái tình cảm, liên quan đến cái mong mỏi của cố ca sĩ Phi Nhung là muốn cho Hồ Văn Cường và gia đình Hồ Văn Cường có một cuộc sống tốt đẹp, no đủ, cũng như là sẽ tốt đẹp hơn trong thời gian sắp tới. Đó là mong mỏi lớn nhất của cố ca sĩ Phi Nhung, đúng không ạ? Cho nên rằng là họ hiện tại bây giờ họ vẫn đang còn lưu luyến
về những cái vấn đề đó để hoàn thành cái sứ mệnh giúp cho cô ca sĩ Phi Nhung chưa hoàn thành thực hiện được. Mọi người nên nhớ là không phải riêng gì mình Hồ Văn Cường, mà hiện tại bây giờ đang còn mấy chục người con nữa, 20 mấy đứa con nữa, cho nên rằng là rất cần sự quan tâm, chia sẻ và chăm sóc của những người thân trong gia đình. Và đặc biệt Hồ Văn Cường lại là con trai cả, nuôi nhưng mà nuôi cả nha mọi người. Cho nên rằng là em ấy sẽ có những cái vấn đề gì đó để làm gương cho những đứa em, và sẽ có niềm động viên an ủi cho những đứa em. Sau khi mẹ của mình qua đời thì nỗi đau mất mát nó đang dày xéo trong tâm can của những đứa nhỏ rồi. Đấy, nó đã thiếu thốn đi tình cảm của cha mẹ một lần, và đến hiện tại bây giờ thì nó lại thiếu tiếp một lần nữa. Như vậy là một cú sốc quá lớn đối với tụi nó. Thì trong thời điểm hiện tại bây giờ, Cường cũng như là gia đình Cường đã tiếp xúc với tụi nó rất là lâu, thì chắc cú là sẽ ở lại và sẽ có những cái lời động viên để giúp cho tụi nó có thể hiểu được rằng cái nỗi đau mất mát đó nó sẽ nguôi ngoai theo thời gian, đúng không ạ? Đó, thì cái thông tin là Hồ Văn Cường vẫn đang ở trong đó nha mọi người. Có rất là nhiều người cứ lo lắng là mất tích hay này kia, không có, người ta vẫn đang sống bình thường. Chỉ có miệng lưỡi thế gian là nói như thế này, nói như thế kia thôi, chứ không ai, chứ gia đình Hồ Văn Cường không vấn đề gì cả nha mọi người. Họ vẫn đang sống rất là bình thường. Đấy, thì chúng ta sẽ đến với một cái thông tin nữa là có rất là nhiều người đã đứng lên để muốn có cái ý định cưu mang Hồ Văn Cường. Có những cái bản hợp đồng tiền tỷ rất là cao, đúng không ạ? Rồi có những cái người đại gia nổi tiếng cho nguyên căn nhà. Rồi có một cái ông bầu cũng đã đứng lên lo cho Hồ Văn Cường, nói rằng là sẽ tiếp tục cái nghiệp diễn, nghiệp hát, rồi lo ăn học đại học này kia. Thì chúng ta cũng cảm thấy đây là một cái tin rất là mừng đối với lại Hồ Văn Cường, đúng không ạ? Và gia đình nhà Hồ Văn Cường. Nhưng Lần Tàng cũng nói như thế này: cố ca sĩ Phi Nhung đã tạo dựng được hình ảnh của Hồ Văn Cường cho trong con mắt của người hâm mộ đến thời điểm hiện tại bây giờ, là đó là cái công sức mà chị ấy đã cố gắng biết bao nhiêu, đúng không ạ? Chúng ta phải nói đến là chị ấy đã trồng được một cái cây, vun xới cho cái cây đó nó kết quả. Và trong thời điểm hiện tại bây giờ thì Cường là một cái quả ngọt ở trên một cái cây đó. Thì chúng ta nên nhớ rằng không có người vun trồng vun xới thì sẽ không có cái quả ngọt để hiện tại bây giờ cho tất cả những cái người đó đang có cái ý định giúp đỡ. Đây là Lực Tàng nói giúp đỡ, chưa nói đến cái vấn đề như là lợi dụng nha mọi người. Lực Tàng đang nói là giúp đỡ. Nhưng mọi người nên biết rằng ở đây có phải rằng họ đang muốn dùng chính cái quả ngọt của cô ca sĩ Phi Nhung để họ có một cái vấn đề gì đó hay không ạ? Chị Phi Nhung rất là bạc mệnh, rất là khổ. Đấy, cuộc đời chị ấy đúng thực sự không được sướng. Đến khi mà được đạt, gần đạt đến cái mục tiêu, gần đạt đến cái mục đích cuối cùng, thì chị ấy lại lìa khỏi cõi trần này. Mọi người thấy không ạ? Bao nhiêu công sức, mồ hôi, bao nhiêu vất vả, lo toan, rồi hỗ trợ cho bên phía Hồ Văn Cường, để đến khi Hồ Văn Cường trở thành một cái trái ngọt như vậy thì chị ấy lại mất đi. Thì mọi người biết rằng rất là tiếc nuối cho cô ca sĩ Phi Nhung. Nhưng trong thời điểm hiện tại bây giờ lại xuất hiện rất là nhiều những thành phần họ muốn lao vào để họ dùng cái quả ngọt của chị Phi Nhung đó để họ lấy đi những cái gì tinh túy và tốt đẹp nhất để họ đánh bóng vào cái bản thân mình. Đây ở đây là Tàng nói về cái khía cạnh lợi dụng nha mọi người. Thì chúng ta cũng biết rồi, trong nhà của ca sĩ Phi Nhung không riêng gì mình Hồ Văn Cường, đúng không ạ? Mà mọi người nên nhớ rằng Hồ Văn Cường có cha, có mẹ, có anh, có em đoàn hoàng, chứ không phải là không có, không phải là hồ côi cưa nhỡ. Và Hồ Văn Cường vừa rồi đây thì nhận một số tiền cũng khá khủng, lên đến vài tỷ bạc, cả tiền cắt xê, tiền cho, rồi tiền này kia cũng khá nhiều, đúng không ạ? Thì như vậy thì không biết là họ lo lắng làm cái gì mà đến cái mức độ mà họ phải chạy đôn chạy đáo, xốn sang xốn sở lên như vậy, đúng không ạ? Trong lúc 20 mấy đứa con nuôi của ca sĩ Phi Nhung thì là những đứa mồ côi cơ nhỏ có ở trong đó. Và có những cái đứa đang rất là nhỏ, chưa biết chuyện, không biết mẹ mất là như thế nào luôn. Đó là Tàng đang nói cái khía cạnh ở trong gia đình của cô ca sĩ Phi Nhung thôi nha mọi người. Để đánh giá xem họ đứng lên để họ nhận Hồ Văn Cường trong thời điểm hiện tại bây giờ là nhằm mục đích gì. Tại vì sao 20 mấy đứa con như vậy, nó nhỏ như vậy, sao không đứng lên để lo toan luôn đi, mà bây giờ chỉ nhắm về mình Hồ Văn Cường. Ở đây là Tàng không ganh ăn tức ở với ai cả, mà là Tàng chỉ phân tích theo cái khía cạnh thôi nha mọi người. Mọi người cứ nghĩ đi, nếu Hồ Văn Cường không nổi tiếng, nếu Hồ Văn Cường không phải là một ca sĩ,
mà chỉ là một con nuôi đơn thuần của cô ca sĩ Phi Nhung thôi. Đó, như bao cái đứa con nuôi khác, thì liệu chừng cái nhóm người mà đại gia, cái nhóm người mà nổi tiếng này đến hiện tại bây giờ họ có tranh nhau để họ ký hợp đồng hay là họ đứng lên để họ nuôi dưỡng hay không? À, chúng ta phải nói như vậy nha. Rồi, xét về cái khía cạnh ở xã hội này, còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh, biết bao nhiêu những người mồ côi cơ nhỡ là những đứa trẻ. Có được ai chăm sóc không ạ? À? Có được ai lo lắng không ạ? À? À, đồng ý, chỉ có pháp luật Việt Nam, chỉ có chính quyền, đúng không ạ? À? Họ đứng lên, họ hỗ trợ một phần nào đó thôi. Đấy, nhưng mà tại vì sao trong thời điểm hiện tại bây giờ Cường cũng chỉ là một công dân, cũng chỉ là một người ca sĩ thôi, mà lại được sự quan tâm hỗ trợ nhiều đến mức độ như vậy? Đó. Biết bao nhiêu người họ không hỗ trợ, mà họ chỉ lợi dụng vào Hồ Văn Cường để họ hỗ trợ, đúng không mọi người? Ở đây tôi phải nói đến một cái người thì làm một cái công ty, một cái nhãn hàng nha khoa cái gì đó, đúng không ạ? Chả liên quan gì đến ca sĩ, đúng không? Chả liên quan gì đến nghệ thuật. Rồi một người mà làm người mẫu cũng chả liên quan gì đến nghệ thuật, cũng chả liên quan gì đến ca sĩ. Rồi một ông bầu cũng chả liên quan gì đến nghệ thuật, cũng chả biết gì đến nghệ thuật, mà cũng nói rằng là tôi sẽ lo cho con đường nghệ thuật này kia. Thì không biết được rằng là họ sẽ giúp đỡ Hồ Văn Cường như thế nào, đúng không ạ? Ở đây họ là cứ muốn tu vào đó để họ giúp đỡ cho Hồ Văn Cường. Tốt, rất là tốt, nhưng mà tốt ở một cái khía cạnh nào đó thôi. Còn so sánh với lại những cái đứa con nuôi khác của ca sĩ Phi Nhung, rồi những cái mảnh đời bất hạnh cơ nhỡ ở ngoài đường, thì như vậy thì tôi thấy có khả năng nó có thiên vị quá không mọi người? Ở đây nói về cái lý do thiên vị, mọi người biết được rằng nếu như Hồ Văn Cường không nổi tiếng, giống như bao giới trẻ khác, không bao giờ họ có thể đứng lên để họ mà tranh nhau đến mức độ như vậy. Mọi người nên nhớ như vậy. Và Cường nổi tiếng là lý do vì sao? Hồ Cường nổi tiếng là do có ca sĩ Phi Nhung đã đào tạo uốn nắn, chị ấy đã có công trồng cây để tạo ra cái quả ngọt trong thời điểm hiện tại bây giờ cho mấy người tranh giành nhau đó, đúng không ạ? Kể cả Cường mà có ký hợp đồng với lại mấy cái công ty đó mà sau này có thành danh thành đạt, thì tất cả người hâm mộ trong và ngoài nước đang yêu mến Cường cũng như là yêu mến cô ca sĩ Phi Nhung, họ đều nói rằng đó là công ơn của cô ca sĩ Phi Nhung. Không bao giờ họ phủ ơn được, tại vì công ơn của chị Phi Nhung nó đã rõ ràng, nó đã minh bạch và chúng ta biết được sâu xa từ ngọn ngành gốc gác, đúng không ạ? Đấy, kể cả là Hồ Văn Cường có nổi tiếng nổi đình nổi đám mà giúp được cho cái phía của những cái người mà đã ký hợp đồng đó, sau này có thành danh thành đạt như thế nào thì người ta vẫn nhắc đến cái người đầu tiên, đó là có ca sĩ Phi Nhung. Không có ca sĩ Phi Nhung thì không có cái sự nổi tiếng của Hồ Văn Cường, đúng không mọi người? Đồng ý là Cường có một cái tài năng nhưng phải có người dẫn dắt. Câu bà nói không có thầy thì đố mày làm đi, đúng không ạ? Cho nên là dù sao đi chăng nữa, có ca sĩ Phi Nhung vẫn là người đầu tiên, đúng không ạ? Thì như vậy những cái người mà đang châm chọc, chửi bới, xỉ bới và trách chị Phi Nhung thì là những người ganh ăn tức ở ấy, họ làm đủ mọi cách, mọi chiêu trò để họ hãm hại thôi, đúng không ạ? Còn bên phía những cái người mà đang muốn xông vào để cưu mang nuôi dưỡng Hồ Văn Cường thì cái đó thì xã hội và dư luận người ta cũng rất là cảm ơn, nhưng mà cũng mong sao những cái người đó hãy thương thì thương cho trót. Ai cũng là con của cô ca sĩ Phi Nhung, nếu như thương cô ca sĩ Phi Nhung thì hãy nuôi luôn 23 đứa con kia đi, đúng không ạ? Nó cũng cần sự cưu mang, cần sự giúp đỡ vậy đấy, nó còn cần nhiều hơn, nó còn không có cha có mẹ, nó còn không có tiền như Hồ Văn Cường trong thời điểm hiện tại bây giờ. Hiện tại vì sao những người đó không giúp đỡ mà chỉ giúp đỡ mình Hồ Văn Cường là một người nổi tiếng, một người đang nổi đình nổi đám ở trên mạng xã hội, được sự quan tâm của rất là nhiều người. Ở đây có phải là họ lợi dụng một cơ hội không ạ? Thì có một cái bài viết cũng đã viết lên và được Tàng đã đọc cho mọi người rồi, cũng xoay quanh về cái vấn đề người ta đến người ta ấy thôi, nhưng mà bên dưới những dòng bình luận người ta cũng đã viết rất là nhiều những cái dòng bình luận mà được Tàng cảm thấy rất là hay. Đa phần là những dòng bình luận như thế này, thì để được Tàng đọc một số cái bình luận mà sâu sắc nhất để cho mọi người nghe, rồi mọi người có thể đánh giá cái quan điểm cá nhân của mình ở bên dưới cái phần bình luận của cái video này, để cho được Tàng biết được cái thông tin mà được Tàng đưa ra nó đúng hay nó sai nha mọi người. Đây là bạn Minh Trương nè: các bạn biết không, những người muốn giúp Hồ Văn Cường chẳng qua là lợi dụng vào thấy sự đánh bóng tên tuổi của mình mà thôi,
chứ thật sự cha mẹ của họ chưa chắc họ đã lo được một bữa ăn trọn vẹn. Đừng có nào vô trong mạng mà làm rối tăng lên. Người ta nhận xét đánh giá y như quan điểm của lực tàng, đúng không ạ? Chỉ là dùng vào thôi để mà đánh bóng tên tuổi thôi trong thời điểm tại giờ, đúng chưa? Bạn là Hương Đỗ Vũ này, ai mà có lòng nhân hậu thì tôi mong là sẽ giúp hết tất cả những đứa con nuôi của chị Phi Nhung ngay và luôn, sao chỉ có Hồ Văn Cường thôi vậy? Đây cũng là một cái ý kiến rất là hay. Tất cả mọi người đều đang suy nghĩ như vậy đó. Các ông bầu, các đại gia, các người nổi tiếng, đây những ý kiến của khán giả và đây cũng là những ý kiến của chúng tôi. Đó, hãy giúp thì giúp cho trót, thương thì thương cho trót. Ai cũng là con của ca sĩ Phi Nhung, và có ca sĩ Phi Nhung luôn luôn mong muốn tất cả những đứa con của mình thành đạt, không riêng gì về Hồ Văn Cường. Hãy giúp thì giúp cho trót, giúp hết đi ạ. Được chưa? Rồi bạn Thịnh Hoàng này, có tấm lòng thì giúp những đứa trẻ mồ côi cha mẹ ý nghĩa, còn Hồ Văn Cường nó tự lo đi. Thì đây là một câu chuyện là nói rằng Hồ Văn Cường đã đủ 18 tuổi, có gia đình đoàn hoàng, đúng không ạ? Thì cũng không cần đến cái mức độ phải lo toan mà phải này kia. Em ấy cũng đã đâu có phải là giống như thế là cơ cục khốn cùng đến mức độ mà không thể ngóc đầu lên được đâu. Em ấy vẫn đang có tiền, vẫn đang còn cái tương lai. Nếu như em ấy biết phấn đấu, nếu như em ấy học hỏi được cái điều tốt nhất từ cô ca sĩ Phi Nhung và làm theo, thì chắc cú tương lai sẽ được rộng mở thôi, đúng không ạ? Có cái gì đâu mà phải lo lắng đến mức độ như vậy. Rồi bạn Đỗ Siêu này, nếu em có thể nhận được nuôi cả 22 người con nuôi cùng Hồ Văn Cường thì khâm phục tấm lòng nhân ái của các em. Đó, như vậy mới là khâm phục, đúng mọi người. Rồi bạn Thực Thủy nghĩ nè, Hồ Văn Cường được như ngày hôm nay, phải nhớ không có thầy đố mày làm nên, muốn làm người tốt phải biết tôn sư trọng đạo. Đây là câu chính xác. Tại vì như thế nào ạ? Không thầy đố mày làm nên, đấy, ăn quả phải như kẻ trồng cây. Thì chắc cú là trong giai đoạn vừa rồi đi, thì Hồ Văn Cường là một người đã lớn, học hành tới nơi tới chốn, và dưới sự chỉ đạo của ca sĩ Phi Nhung thì Cường cũng thừa hiểu được những cái vấn đề này. Và chắc cú là Cường đã biết được ai là người tốt, ai là người xấu trong cái giai đoạn này. Cho nên rằng là tất cả mọi người cứ yên tâm, không phải lo lắng gì về Hồ Văn Cường cả. Trong thời điểm như vậy, bây giờ có cha có mẹ, có tiền có bạc, có được rất là nhiều người quan tâm, thì như vậy đâu có việc gì đâu phải lo lắng. Lo lắng là lo lắng cái phía mà đang muốn công kích hãm hại thôi, đúng mọi người. Họ mang tiếng là họ giúp, nhưng mà họ công kích vào đó để họ hãm hại cả hai bên, cả bên phía Phi Nhung cũng như là bên phía của Hồ Văn Cường luôn đó. Rồi bạn Tài Nguyên này, còn đầy người dân khổ vì dịch, vì thiên tai kìa, sao cứ phải nhảy vô chỗ lùm xùm để lấy tiếng à? Đây là cái quan điểm cá nhân của mỗi người thôi nha, nhưng mà lực tàng đọc 10 cái bình luận thì hết 10 cái người ta đã lên tiếng như thế này, đúng không? Bạn Nguyễn Phú này, lại chỉ ăn theo một người vô đức thì không nên giúp, loại này sau này sẽ quay lại phản bội mà thôi. Nếu bầu thì có tâm, hãy giúp những đứa trẻ mất tất cả, cả cha cả mẹ vì Covid-19, biết đâu những đứa trẻ đó sau này lại có ích cho tổ quốc. Mọi người thấy không ạ? Tại vì trong cái tình hình dịch bệnh như thế này, rất là nhiều người, người ta đang mất cha mất mẹ, bao nhiêu người đã phải ra đi cả gia đình, chỉ còn lại những cái đứa trẻ cơ nhỡ mồ côi. Rồi biết bao nhiêu đứa trẻ cổ vơ cổ vách, nếu như họ có lòng thương thật sự, họ là một tỷ phú, họ tiền núi, họ giúp những cái đó chỉ là giống như thế là họ búng một cái móng tay thôi. Nhưng tại sao họ không làm, và đến thời điểm hiện tại bây giờ thì họ lại bu vào Hồ Văn Cường như vậy, đúng mọi người? Đó là câu chuyện mà đáng để chúng ta nói. Rồi tiếp tục một bạn nữa nói này, nói chung là các bố các mẹ lợi dụng hình ảnh của thằng nhỏ trong giai đoạn này để lấy hình ảnh thôi, chứ đừng ra vẻ trượng phu lại. Rồi bạn Thu Nguyễn này, con lên theo bầu Thị, ông sẽ lo cho con và gia đình con. Đây là cái bài viết của bầu Thị nha mọi người. Thì người ta để lại bình luận và đánh giá, thì có rất là nhiều người cũng mong là hãy theo bầu Thị đi, nhưng mà lực tàng nghĩ rất là khó trong cái giai đoạn này nha mọi người. Hồ Văn Cường bây giờ là tiến thoái lưỡng nan rất khó. Hai cái khó cho gia đình Hồ Văn Cường: thứ nhất, ký vào bản hợp đồng hoặc là đi với một người khác trong giai đoạn này là khó. Cái thứ hai, nếu như không đi thì sau này tiếng tăm của Hồ Văn Cường nó sẽ khó, không còn nổi nữa, đúng không ạ? Không ai nhắc đến Hồ Văn Cường nữa thì lại không có ai đứng lên để mà cưu mang nữa đâu. Không giống như trong thời điểm hiện tại bây giờ đang đắt xô như vậy đâu, đúng mọi người? Chúng ta phải xét khía cạnh chính xác, đúng không? Bạn Vũ Lê này, sao trước kia ông không mang về nuôi,
Không có Phi Nhung là không có Hồ Văn Cường hôm nay ông nhé. Không, ông nên nhớ Phi Nhung vừa mới chết, ông cũng tôn trọng người đã mất chứ. Sao tỷ phú mà mất 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 này thế? À, thì đúng rồi. Trong thời điểm hiện tại bây giờ, những người mà đứng lên để tranh giành giật cưu mang Hồ Văn Cường thì không khác gì đang muốn phủi đi cái công ơn của cố ca sĩ Phi Nhung mà người đã đào tạo ra Hồ Văn Cường. Ê, họ phủi ơn cố ca sĩ Phi Nhung để họ lấy cái công lao to lớn của mình. Chỉ trong một giai đoạn nho nhỏ thôi mà họ vùi lấp đi cái công nuôi dưỡng 6 năm trời tạo thành cái quả ngoặt như Hồ Văn Cường bây giờ. Mọi người thấy mà, đây là một cái câu hỏi mà một cái suy luận lập luận chính xác chắc tất cả ai cũng đều nghĩ được. Họ chỉ cần một phút thôi, chỉ cần một phút nông nổi thôi của Hồ Văn Cường thôi là họ đã lấy đi biết bao nhiêu công lao to lớn của chị Phi Nhung. Không có chị Phi Nhung làm sao có Hồ Văn Cường, chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Một câu rất là đơn giản thôi, đúng mọi người? À, bạn Dinh Dinh này, giúp 22 đứa con nuôi của Phi Nhung đi đồng chí, chứ Hồ Văn Cường nó không nhiều tiền nhưng nó cũng hơn mấy chục triệu người dân Việt Nam. Đúng mọi người, thì trong thời điểm hiện tại giờ thì Hồ Văn Cường đã có một số tiền lớn, tiền tỷ trong tay rồi đó, rồi còn có cha có mẹ đó. Thì mọi người cũng biết được rằng là Hồ Văn Cường thì chỉ là cống hiến về nghệ thuật thôi, chứ nó cũng phải là thiên tài bẩm sinh để cứu nhân đổi thế hay là cứu rỗi nhân loại trong thời điểm hiện tại bây giờ. Cho nên rằng là cũng chỉ mong một cái mức nào đó đối với Hồ Văn Cường thôi, mà hãy thật sự chứ đừng giả tạo trong câu chuyện này. Tôi thấy hiện tại bây giờ những người lên toàn bộ là giả tạo. Nếu như Hồ Văn Cường mà suy nghĩ được thì Hồ Văn Cường hãy im lặng trong giai đoạn này và dùng chính cái số tiền đó mình đã tạo ra nó, và dùng chính cái tài năng thiên bẩm của mình cộng với cái sự hỗ trợ của tất cả mọi người. Nếu như Hồ Văn Cường ngoan, đạt tiêu chuẩn như trong mắt người hâm mộ đang nói, thì tác cứu Hồ Văn Cường sẽ có một cái bước phá rất lớn trong thời gian sắp tới. Còn nếu như mà có tài mà thực sự mà không tận dụng được cái tài đó thì sẽ không bao giờ phát triển được, đúng không ạ? Cho nên là trong câu chuyện này đang còn rất là nhiều cái vấn đề lằng nhằng rắc rối, thì chúng ta sẽ có những cái bài phân tích để đưa ra những cái quan điểm và cái lập luận cá nhân riêng của mình để dẫn dắt cái câu chuyện đi theo đúng cái chiều hướng. Chúng ta không thiên về bên nào nha mọi người, chúng ta không thiên về bên nào, mà chúng ta chỉ phân tích theo cái khía cạnh tình người với tình người, những cái cuộc sống trong cái thời điểm hiện tại bây giờ nó phù hợp với nhau như thế nào để đưa ra một cái quyết định cuối cùng cho cái câu chuyện của Hồ Văn Cường. Và trong thời điểm hiện tại bây giờ thì tốt nhất là chúng ta nên im lặng. Họ đã có cái hướng xử lý, gia đình Hồ Văn Cường đã có hướng xử lý. Còn nếu như làm theo những cái lời châm chọc mà không sàng lọc kỹ càng thì sẽ bị ảnh hưởng rất là nặng nề, và tương lai của gia đình Hồ Văn Cường cũng như Hồ Văn Cường sẽ xuống dốc không thành. Cái đó là cái câu chuyện chúng ta phải nói đến, đúng không ạ? Còn nhấn lại một câu nữa, không có chị Phi Nhung nuôi dưỡng, bao ban chăm sóc và bỏ công lao to lớn của mình ra thì Hồ Văn Cường không có ngày hôm nay. Đảm bảo nếu như Hồ Văn Cường không nổi tiếng, không rạng danh, không có cái sự đình đám trên mạng xã hội như thời điểm này thì các bầu, các đại gia, các người mẫu sẽ không bao giờ lên tiếng để mà cưu mang Hồ Văn Cường đâu ạ. Đây là một câu chuyện được Tàng khẳng định lại với tất cả mọi người là như vậy, được chưa? Rồi, còn rất là nhiều cái vấn đề liên quan đến tiền bạc, thừa kế tài sản của cố ca sĩ Phi Nhung, liệu Hồ Văn Cường có được hay không, rồi đang có rất là ngành, thì lần Tàng sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin đó, phân tích để cho tất cả mọi người biết sau. Những ý kiến quan điểm của tất cả mọi người hãy để dưới bình luận của Lực Tàng TV để Lực Tàng TV cập nhật và Lực Tàng TV rút ra những cái kinh nghiệm cũng như là những cái bài học để có những cái bài phân tích hay hơn. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.